Hello, lâu lắm rồi mới trở lại. Đây là một cây mình sưu tập để dành chơi thôi, để lâu hơi cái bụi một tí. Nên bây giờ mình muốn bán lại để chuẩn bị về cái lô mới. Giờ nhà mình ở dưới biển cho nên nó hơi rỉ rét một tí. Những chi tiết của nó này hầu như là không có bị cũ. Còn nếu có là những cái vết màu trắng là do cái mình sơn nhà nó bị rớt xuống, cho nên nó có mấy vết màu trắng. Cái cây là của hãng Junxing nha. Hãng Junxing thì nó sẽ xịn hơn mấy cái hãng khác ở bên Trung Quốc tí. Còn phụ kiện là của Tobon này, phụ kiện Tobon, chúng ngắm đầy đủ phụ kiện hết. Đi kèm cái đây là có be mũi tên bằng carbon phe thôi chứ không phải là carbon nguyên chất, nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều so với cái sợi thủy tinh. Đây, hãng Junxing làm rất là kỹ mấy cái chi tiết. Có cái cục sắt này, ở trên đây nó có thêm cái đệm cao su nữa, đệm cao su ngay dưới con ốc. Đó, bộ này mình dự tính thanh lý khoảng tầm 1,5 triệu. Be mũi tên carbon, mỗi mũi tên thì ở bên ngoài bán khoảng 100 đến 120 gì đó, mình không rõ lắm, tùy chỗ thôi. Mua về chỉ bắn. Trước đây mình bắn cung thì mình ít chơi lắm, tại do bắn chặt không à, bắn bằng súng thì nó chính xác hơn. Nhưng mà sau này thì mình mới biết là có một cách ngắm, nó có một cách để ngắm bắn nó sẽ rất chính xác, đặc biệt cho mấy anh em mà hay bắn cá này nọ, bắn cá bắn thú thì dùng cái cung này rất hiệu quả, đặc biệt là cá, tại vì cung cái lực đâm nó rất mạnh, với lại cái khả năng chính xác trong vòng 15 m thì cao lắm. Còn nếu mà một số chỗ có cá nổi thì mình nghĩ trong 10 m đổ lại là đã có cá nổi lớn rồi, chơi rất là tiện, đi ngoài đường không bị bắt nữa. Mà đặc biệt là tháo nó được, tháo nó nhanh lắm, chỉ cần cái lục giác thôi. Đi kèm của bộ này là có đúng cái lục giác. Ở đây là cái chi tiết hơi cũ này, tại do cái này mình để sử dụng rồi, nó bị ten đây thôi. Còn phía dưới đây thì nó còn mới. Đó, đây mấy con ốc mà có dấu hiệu rỉ sét. Giờ mình ở dưới biển đó. Hôm nay mưa nữa, nó sét nhanh hơn. Đây là mũi tên sợi carbon phe này, nhìn kỹ vô nó sẽ có một cái màu xám mờ. Còn nếu mà carbon nguyên chất thì nó sẽ có những cái vòng ẩn phía sau đó. Còn sợi thủy tinh thì nó bóng,